1, 2, 3, 4, 37 5, năm 6, theo 7, sự nghiệp 8, giáo dục, 10, thầy Sứng đã có đến 1, 30 2, năm 3, gắn với 4, những lớp 5, học bơi 6, miễn 7, phí 8, như thế 9, này. 10, ít thì 5 đến 7 em, có khi lên đến vài chục em. Học viên không phân biệt độ tuổi, không phân biệt quen hay lạ. Bơi để làm gì? Để khỏe. Làm gì nữa? Để trong nước. Ở vùng quê là cái sông nước chằng chịt, mà đến mùa nước nổi thì các em nó đi học, cho nên là cái tai nạn đuối nước rất nhiều, thấy cũng đau lòng. Thôi thì mình dạy cho các em nó biết bơi để phòng tránh đuối nước. Cứ nghĩ vậy mà sau mỗi giờ lên lớp, ông thầy đều dành ra một buổi dạy bơi cho tụi nhỏ, từ cách thở nước rồi lần lượt đến kỹ thuật quạt tay, đạp chân. Chỉ cần tham gia lớp học, trẻ sẽ biết cách giữ cơ thể không bị chìm. Những em có năng khiếu, qua vài buổi tập là có thể bơi nhanh, bơi giỏi. Làm được điều này, người thầy phải thực sự tận tâm. Bởi dạy bơi cho một đứa trẻ vốn đã khó, phải an toàn tính mạng cho tất cả, thì đó lại là một trọng trách lớn lao. Khó khăn thì rất nhiều, bởi vì là cái sông rạch thì nước lớn nước rồng, cái sân bãi nó cũng khó. Cho nên là bước đầu thì cũng xin tre để mình cắm làm cái bãi bơi. Hạnh phúc nhất của tôi là tôi thấy các em nó thành công, không có đòi hỏi là các em nó phải nhớ ơn. Có những nhân tố mà nó bơi giỏi là mình phải rèn luyện để cho các em nó trở nên cái nhân tài. Ánh Viên là cũng ra ngoài chỗ trường tôi dạy bơi một thời gian để đi thi cấp tỉnh. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, thầy Lê Trung Sứng hiện vẫn công tác với địa phương, đảm nhận việc tập huấn cho giáo viên, đồng thời tiếp tục duy trì các lớp dạy bơi miễn phí. Với thầy, đây không chỉ là con đường ngắn nhất đạt mục tiêu xóa mù bơi trong học sinh tiểu học, mà còn là cách thiết thực để thầy và trò cùng học tập và làm theo gương Bác. Bác thì giản dị, còn mình thì giờ mình dạy cho các em cũng vậy. Mình cũng dạy bằng cả tấm chân tình. Thì cũng như Bác nói, thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, giúp ích được cho là coi như cái thế hệ sau này được khỏe mạnh. Người ta nói trên khúc sông này có biết bao đứa trẻ đã thành công. Đó là động lực để người thầy của năm xưa vẫn ở lại, vẫn tình nguyện làm một ông giáo không lương, lấy sông quê làm bục giảng, đo tiết dạy bằng thời gian ngâm mình trong nước. Dù bến sông có bồi hay lở, tấm lòng ông giáo vẫn đồng đầy.